Tập đoàn Nam Long đã khai mạc giải Nam Long Friendship Golf Tournament và trao học bổng cho sinh viên xuất sắc vượt khó của các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ số tiền vận động được hơn 700 triệu đồng từ giải Nam Long Friendship Golf Tournament đã được trao tặng đến các sinh viên tài năng có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập, phát triển bản thân, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn và cống hiến cho xã hội thông qua học bổng khuyến học Swing for Dream. Qua đó, Nam Long mong muốn đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam, hỗ trợ thế hệ tương lai của đất nước. Hiện Swing for Dream đã viết tiếp giấc mơ giảng đường đại học của hơn 1.500 sinh viên các trường đại học kinh tế, đại học bách khoa, đại học kiến trúc.